Nhà bác nào đang nhiều cây này đừng nhổ vứt đi ạ. À, các bác nhổ mang về nhà cho em đi. Dạ dày mà không biết cây này là tiếc đứt ruột luôn. Bác nào có cho em xin một ít, chứ chỗ em kiếm quá là hiếm luôn, rất là hiếm và quý mọi người ạ. Bác nào nhận ra đây là cây gì không ạ? Chỗ em gọi đây là cây lá bồ công anh ạ. Cái mẹo về cái tình trạng là dạ dày đấy, về cái cây này em chia sẻ rất là nhiều lần rồi, nhưng nay tiếp tục chia sẻ lại vì có những bác vẫn còn hỏi em vì chưa biết mọi người ạ. Tất cả những vấn đề về dạ dày, đầy bụng, trướng hơi gì đó, đau quặn, đau thắt gì đó, ợ hơi, ợ chớ, ợ nóng, nhiều khi mình tức ngực, mình khó thở, mình đắng miệng, chua miệng thì dùng thôi mọi người ạ. Cách làm rất là đơn giản, mọi người kết hợp cho em 10g lá khổ sâm, 50g lá khôi tía với 30g lá bồ công anh này, mang đi rửa sạch tất cả đi. Các bác nấu cùng với 1,5 lít nước ạ, đun nhỏ lửa thôi. Đến khi nào còn một nửa, các bác chia cái phần nước đó làm 3 phần mình uống cho em ạ. Uống trước bữa ăn khoảng 30 phút đồng hồ, cứ làm như thế thôi. Nếu mà kiếm được 3 loại khổ sâm, bồ công anh và lá khôi tía thì mọi người cứ dùng cho em như thế. Còn những bác nào mà không thể kiếm đủ loại, thực tế là nhiều khi mình có cây này nhưng mình lại không kiếm được 2 loại kia và mình không thể nấu được duy trì hàng ngày, à mình uống để cải thiện các vấn đề liên quan tình trạng dạ dày, thì mọi người có thể tham khảo cái gói thảo mộc này cho em. Cứ về một cái là bỏ ra uống ngay cho em, nó cải thiện cho mình các vấn đề liên quan tình trạng dạ dày ạ. Đắng miệng, chua miệng, nhiệt miệng, trướng bụng, đầy hơi, họng đờm, họng nhiều nhớt, nhiều đờm, họng ho nhiều, thậm chí là mình có tình trạng là hôi miệng ạ, miệng tiết nhiều nước bọt, tim đập nhanh, bụng thì lúc nào cũng đau, mình no cũng đau, mình đói cũng đau, đau nhiều buổi đêm, làm việc nặng nhọc cũng đau ạ. Và kèm theo là các bác cảm thấy làm sao, cồn cào ruột gan rất là nhiều, khó chịu, đau quặn bụng đấy, có tình trạng là dương tính vi khuẩn HB, xung huyết hang vị, đều có thể tham khảo cho em ạ.